Nguyễn Hoàng Tuấn tái xuất VBA 2022, đầu quân cho Thăng Long Warrior. Nếu đến Thăng Long Warrior, Nguyễn Hoàng Tuấn sẽ mang thêm hỏa lực cùng với sự đột biến trên hàng công cho đoàn quân của huấn luyện viên Perak Rokic. Sau một năm tạm nghỉ VBA để tập trung vào những dự định cá nhân, Nguyễn Hoàng Tuấn đã chính thức trở lại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Nhưng điều còn đáng chú ý hơn màn tái xuất trên, đó là điểm đến mà Tuấn nhỏ lựa chọn. Theo thông tin mà Bóng Rổ TV có được, Nguyễn Hoàng Tuấn nhiều khả năng sẽ chọn đầu quân cho Thăng Long Warrior tại VBA 2022. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, Hoàng Tuấn sẽ cùng với Lê Hiếu Thành Bắc Tiến nhằm chuẩn bị cho VBA mùa thứ 7 trong màu áo mới. Khi thi đấu, Nguyễn Hoàng Tuấn là một trong những nội binh ấn tượng nhất tại VBA. Anh khoác áo Đà Nẵng Dragon từ mùa 2017, ra sân tổng cộng 13 trận, ghi trung bình 12,2 điểm cùng 3,5 assist và 2,9 rebound trong hơn 31 phút thi đấu. VBA 2018 là mùa giải thăng hoa hơn của Tuấn nhỏ khi thống kê tăng vọt. Đáng tiếc là hậu vệ xuất thân từ thành phố Hồ Chí Minh đã dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng, buộc phải nghỉ cả mùa dù mới chỉ được chơi 3 trận. Sau một năm dưỡng thương, Hoàng Tuấn tái xuất VBA 2020 trong màu áo cam của đội bóng Rồng Sông Hàn. Lần này, anh trở thành một trong những nội binh xuất sắc nhất giải với trung bình 14,2 điểm mỗi trận, chỉ đứng sau Lê Ngọc Tú của Hồ Chí Minh City Wing. Riêng ở khía cạnh ném xa, Hoàng Tuấn đứng thứ 6 toàn VBA 2020 về số quả 3 điểm thành công, với 22 lần đưa bóng vào rổ, dẫn đầu trong nhóm nội binh lọt top này. Cuối mùa giải, hậu vệ của Đà Nẵng Dragon được tưởng thưởng xứng đáng với danh hiệu Most Improved Player of the Year. Đây không chỉ là món quà cho sự nỗ lực không ngừng trên con đường trở lại sau một trong những chấn thương ghê rợn nhất của bóng rổ, nó còn là minh chứng khẳng định giá trị của Tuấn nhỏ tại đấu trường VBA. Nếu cập bến Thăng Long Warrior, Nguyễn Hoàng Tuấn sẽ mang đến cho huấn luyện viên Perak Rokic một lựa chọn chất lượng trong khâu tấn công. Khả năng ném xa và ghi điểm của Tuấn nhỏ đã được minh chứng qua rất nhiều mùa giải. Bên cạnh đó, anh còn đủ sức gây đột biến trong những lúc thế trận khó khăn, tăng sự đa dạng cho đội hình của Warrior. Lúc này thì City Wings đã mạnh dạn chơi bắt chấp ở ngay trên phần sân của City Wings. Một pha bắn rổ từ trung quân đã có sự hỗ trợ để Tuấn nhỏ vượt qua sự truy cản của Tuấn Trung. Và Tuấn nhỏ rất chống trải, có đủ tự tin bắn ba hay không? Và đó là pha bắn và chuẩn xác của trung tâm. Cuộc thi đấu cuối cùng của hiệp đấu này, và đó là hai điểm dành cho Hoàng Tuấn. Đó là cú bắn ba của Hoàng Tuấn và có 3 điểm dành cho Đà Nẵng Dragons. Đường truyền của Kỳ Quang cho Vincent Nguyễn là rất hợp lý. Nhưng đáng tiếc rằng Vincent Nguyễn đã không tận dụng được cơ, và ngay lập tức thì Đà Nẵng Dragons lại ghi thêm 2 điểm. Lúc này thì cầu thủ cả hai đội đã dừng thi đấu để chờ tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Huấn luyện viên Phan Thanh Cảnh đã có thể nở nụ cười khi